Khi nhắc đến một chiếc xe mà chúng ta chở gỗ trong rừng ra, chuyên vận tải gỗ, thì các bạn nghĩ ngay rằng là nó là những chiếc xe tải ben hai cầu, có thể là cầu láp, có thể là cầu dầu. Đúng là như vậy. Nhưng ngoài ra một vài các vùng như là ở các tỉnh miền Trung, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, vân vân, các tỉnh miền Trung, thì các bác thường hay sử dụng thêm một chiếc xe nữa, đó là xe tải thùng ạ. Vẫn là thùng hai cầu. Và chúng tôi đã bán một cơ số các xe tải thùng hai cầu vào các tỉnh như là Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Trị. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu thêm đến tất cả các bạn một cái sản phẩm nữa của nhà máy ô tô Trường Giang trong cái phân khúc mà xe chuyên để đi rừng. Vẫn có thể chở vật liệu xây dựng được, vẫn có thể chở hàng khác được, nhưng đi rừng nó mới là công việc chính của chiếc xe này. Xin giới thiệu đến tất cả các bạn xe 6 tấn 8 hai cầu dầu của nhà máy ô tô Trường Giang. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh video của chúng tôi. Chúng tôi hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm 6 tấn 8 hai cầu dầu của nhà máy Trường Giang. Một sản phẩm mà nó đã ra mắt từ đầu năm 2022 đến giờ, đến thời điểm giờ vẫn rất đang hot, chưa hết hot đâu ạ, vẫn rất nóng. Vì chiếc xe này nhà máy ra một cái sản lượng nó không quá nhiều, một cái lô xe về nó đâu đó chỉ khoảng 50 xe thôi. Và khi mà hết thì bắt đầu nhà máy mới lắp tiếp. Và thời điểm giờ thì chiếc xe 6 tấn 8 hai cầu dầu và xe 8 tấn, nó hai phân khúc mà, 6 tấn 8 và 8 tấn, nó cũng không còn nhiều nữa. Nó cũng không còn nhiều nữa đâu. Kế hoạch của nhà máy là phải qua Tết thì bắt đầu mới lắp ráp tiếp. Vì thế các bạn muốn đầu tư thời điểm giờ thì hãy nhanh tay. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn xe 6 tấn 8 hai cầu dầu của nhà máy Trường Giang. Cái sản phẩm này thì nó được kết hợp với cả cabin của Đông Phong, cabin mới, hoàn toàn mới của Đông Phong. Nó được lắp trên cái chiếc xe 6 tấn 8 hai cầu dầu này, xe tải thùng, và 8 tấn hai cầu dầu. Cùng với nó có cái xe ben hai cầu dầu nữa. Nó cũng là xe 6 tấn 9 và 8 tấn ben hai cầu dầu, cũng sử dụng chung cái mẫu cabin này. Cái mẫu cabin này là mẫu cabin hoàn toàn mới, rất đẹp. Và nội thất của nó cực kỳ là tiện nghi, đẹp mắt. Cái sản phẩm này thì nó có chủ đạo là màu, ở đây là gọi màu bạc. Tiếp theo là có màu vàng và màu xanh, có cả loại màu trắng nữa. Nó có mấy màu các bạn có thể lựa chọn. Đó. Ngoài cái cabin của Đông Phong rất đẹp ra, thì nó được kết hợp với cả cái cỗ máy của Weichai với dung tích xi lanh là đâu đó khá lớn. Con này 4 máy nhá, con này 4 máy thôi. Cái công suất của nó, cái máy Weichai này là 103 kW. Máy Weichai công suất của nó 103 kW. Và các bạn có thể nhìn thấy cái hộp số của nó, hộp số rất lớn, hộp số Fast Gear. Số này là số 2 tầng các bạn ạ, số 2 tầng. Kèm theo nó thì là cái hộp phân động. Hộp phân động của nhà máy ô tô Trường Giang lắp lên tất cả các xe ben hai cầu, hai cầu dầu, rồi là xe ben xe thùng này, để là cái hộp phân động lớn nhất trong cùng phân khúc. Trong cùng phân khúc thì cái hộp phân động của Trường Giang lắp lên là lớn nhất. Ngoài cái số 2 tầng ra thì con này có thêm cả số phụ nữa, thêm cả số phụ nữa. Chính vì thế nó đi rừng rất chi là mượt. Số 2 tầng cộng số phụ. Kèm theo nó có cả khóa vi sai, khóa vi sai cầu sau hay khóa vi sai cả 4 bánh đều có. Những chiếc xe đi rừng là những xe mà chuyên để vượt những cung đường khó, vượt cung đường lầy lội. Chính vì thế mà khóa vi sai cực kỳ là cần thiết. Nếu không có khóa vi sai, khi mà vào lầy lội các bạn là rất khó để vượt lầy. Đó. Và cái hệ thống gầm bệ của nó đây, các bạn có thể nhìn. Cái loại sắt xi mà nhà máy Tô Trường Giang dùng là loại sắt xi nhập. Sắt xi nhập và là loại sắt xi lồng hai lớp. Các bạn có thể nhìn này. Hai lớp lồng vào nhau. Chúng ta có một cái loại sắt xi mà có thể chịu được vặn xoắn hoặc là chịu tải cực tốt. Đấy. Tiếp theo của nó có hệ thống nhíp, nhíp hai tầng. Đấy. Tôi có thể đếm xem các bạn đây nó bao lá tất cả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lá ở dưới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá ở trên. Với hệ thống gầm bệ này thì chúng ta có thể chở quá tải thoải mái và vẫn có thể vô tư để đi những đường dốc hoặc là những đường khó. Và đây nó là cái một cái phần mà tạo nên cái sức mạnh của cái xe này, đó là bộ cầu.
Cầu của chiếc xe 6 tấn 8 này thì sử dụng cái loại cầu dầu trước sau. Các bạn có thể nhìn cầu dầu trước sau. Cầu dầu thì cái ưu điểm của nó thì cực kỳ lớn, các bạn đã biết rồi. Chịu tải tốt, vượt tải tốt và hết sức là bền bỉ. Cái bộ cầu ấy, cầu dầu cả trước cả sau luôn. Đi kèm với nó là cái bộ lốp. Lốp 1000 la răng 20. Nếu các bạn cần cái loại xe mà lớn hơn một chút nữa thì chúng tôi có cái loại 8 tấn. Loại 8 tấn của nó thì lốp nó sẽ là lốp 1001, vẫn là răng 20, máy nó to hơn một chút. Và cái xe này nó có cái thùng bề dài của nó là 5,5 m. Nhiều bạn hỏi là ôi sao chiếc xe thùng tải 6 tấn 8 mà thùng lại ngắn thế. Thì những chiếc xe mà đi rừng thì chủ yếu là để thùng ngắn thôi. Thùng ngắn thì chúng ta mới dễ đi vào những đường lầy lội, đi vào những đường khó. Nếu thùng dài chúng ta rất chi là khó đi. Mà con này thì chủ yếu là để đi rừng. Chính vì thế nhà máy thiết kế là thùng là 5,5 m. Đối với cả xe 8 tấn thì thùng được là 6,5 m. Đó. Và ở đây các bạn có thể nhìn là tất cả các bình dầu hay bình hơi nhà máy đã dùng cái loại hợp kim nhôm rồi. Đó. Kể cả ba bình hơi và bình dầu diesel. Hợp kim nhôm. Con này thì đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, chính vì thế nó có thêm một cái bình đựng nước dung dịch khí thải ở đây. Kèm theo nó có sẵn cả cốp đây rồi. Đó. Sẵn cả cốp để chúng ta để đồ. Ngoài ra thì ở các khoang hông hai bên này nó rất chi là rộng. Các bạn về có thể chế thêm tét nước để đi rừng, tiện rửa tay hay là phun lốp, rất tiện. Hai bên hông đều rất rộng, chúng ta có thể chế được ở đấy. Và cái phiên bản này của chúng tôi là phiên bản là chassis. Ngoài phiên bản chassis ra thì có cả phiên bản là thùng khung mũi của bạn nữa. Tùy theo cái nhu cầu của các bạn có muốn tự đóng thùng hay gì đó thì các bạn lấy bản chassis. Mà không muốn tự đóng thùng thì lấy luôn cái bản có thùng của nhà máy. Đó, có hai phiên bản chúng ta có thể lựa chọn. Và một chiếc xe đi rừng thì nó chỉ có thùng khung mũi của bạt thôi, chứ nó không có cái trạng thái thùng khác, ví dụ như là thùng kín hay thùng gì đâu. Đó. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lướt qua một vòng rồi sau đó lên nội thất. Cái nội thất nó là một trong số các điểm ăn tiền nữa của xe 6 tấn 8 hai cầu dầu này. Chỉ cần đóng cái cửa thôi, tôi đã có thể cảm nhận ngay rằng là đây là một cái cabin cực kỳ là chất lượng. Tiếng đóng cửa nó rất khác so với cả những cái sản phẩm khác. Tiếng đóng cửa nghe cực kỳ là chắc chắn luôn. Ngoài cái sự chắc chắn của nó ra thì cái nội thất này nó có một cái điểm ăn tiền. Đó là thiết kế cực kỳ là đẹp. Các bạn có thể nhìn là có những cái viền mạ chrome. Đây ạ, nó điểm nhấn. Cộng với nó là cái thiết kế hai màu ở tablo. Đây, tablo, tabli đều thiết kế hai màu, phối hai màu rất đẹp. Đó. Chiếc xe này ấy, vừa bước lên ngồi đã thấy sướng rồi, vì nó sử dụng cái ghế hơi. Ghế hơi chúng ta đi cực kỳ là sướng, kể cả chạy đường dài chăng nữa thì sẽ không bị mỏi như là ghế thường. Đó, thêm một điểm ăn tiền. Cộng với cả cái thiết kế ghế của nhà máy Tô Trình Giang cực kỳ ôm lưng. Này, ngồi cực kỳ ôm lưng luôn. Và chiếc xe này thì nó là cabin kép. Nó có thêm một cái giường nghỉ đằng sau đây nữa. Khi chúng ta chạy những cung đường mà cần nghỉ ngơi thì có luôn ở đây một cái giường sau nho nhỏ, vẫn đủ để chúng ta nằm nghỉ. Đó. Các bạn có thể nhìn đây, cần số đây. Số 2 tầng, 8 số tiến và 2 số lùi. Đây ạ, chuyển tầng luôn đây. Đó. Và cái chiếc xe này thì nó có đây, điều hòa đầy đủ luôn. Điều hòa nóng lạnh đầy đủ, không cần phải mất thêm tiền mà đã có sẵn, tích hợp sẵn rồi. Kèm theo nó nữa, nó là chìa khóa điện, kính điện. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc chìa khóa của nó này. Một chiếc chìa khóa thiết kế cực kỳ đẹp. Đó. Kính điện. Chúng ta có thể lên kính bằng điện. Đó. Và đây các bạn vào đây. Tôi giới thiệu luôn cho các bạn một loạt các nút bấm ở đây. Đầu tiên
chúng ta có công tắc rùa thỏ ở số phụ đây ạ. Đó. Tiếp theo là chúng ta đây công tắc một cầu với hai cầu đây. 4x là chúng ta sẽ đóng cầu trước đi 4 đi hai cầu. Còn 2x chúng ta đi cầu sau thôi. Đó. Và đây là khóa vi sai. Đây, khóa bánh sau và đây là khóa cả trước lẫn sau. Khóa cứng cả trước lẫn sau luôn. Đấy. Chiếc xe này thì nó có cái cabin từ ngoại thất đến nội thất nó rất giống với cả con xe Ben hoặc là xe thùng 8 tấn, nó cùng một cái loại cabin mà. Chính vì thế nó thừa hưởng tất cả những cái gì mà là tốt nhất, mới nhất của nhà máy ô tô Trường Giang kết hợp với cả tập đoàn Đông Phong. Tôi đã từng chạy chiếc xe này, chạy từ Hà Nội vào đến Quảng Nam, hai anh em thay nhau lái mà không hề mệt mỏi một chút nào cả. Mặc dù là tôi ít đi đường xa, vì lái chiếc xe này cực kỳ là nhàn, sướng. Số 2 tầng chạy rất mượt. Cái bình thường một chiếc xe 2 cầu thì nó sẽ chạy rất sóc, chạy rất sóc. Nhưng con này lại chạy rất êm vì cái cabin mới của nó rất chắc chắn, cộng với cả ghế hơi. Vì thế chạy nhàn lắm. Anh em tôi chạy một mạch từ đây vào Quảng Nam hết cũng khoảng độ 20, hơn 20 tiếng. Một mạch luôn. Đó. Và cái vùng Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, nói chung là các bác ở miền Trung rất chuộng cái dòng xe sản phẩm này. Vì nó có số 2 tầng, rồi lại thêm cả số phụ. Nó đi rất chậm, cầu rất chậm đấy ạ. Đấy, và chở gỗ trong rừng ra. Đây là một chiếc xe hoàn toàn mới của nhà máy ô tô Trường Giang kết hợp với Đông Phong. Là một sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Và thời điểm giờ, cái xe này hoặc là xe 8 tấn, nói chung là những dòng xe sản phẩm 2 cầu của nhà máy ô tô Trường Giang, nó không còn nhiều nữa. Và nhân dịp gần Tết rồi, các bác muốn đầu tư làm sao để cho nó kịp ra riêng, chúng ta có xe chạy luôn, mở hàng những ngày đẹp đầu năm, thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn sản phẩm, những còn những chiếc xe 2 cầu để có thể phục vụ ngay lập tức đến tất cả các bạn. Và vẫn vay ngân hàng bình thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.